Ngày 31, Đức Pio 12 dâng thế giới cho trái tim vô nhiễm mẹ Maria, năm 1942. Lòng sùng kính trái tim Đức Mẹ tương tự như lòng sùng kính thánh tâm Chúa Giêsu, hệ tại ở việc tôn kính trái tim thể xác được liên kết với cả con người của Đức Maria, tượng trưng cho khối tình yêu, nhất là tình yêu của mẹ đối với người con chí thánh, các nhân đức và đời sống nội tâm của mẹ. Những dấu tích lòng sùng kính này có thể tìm thấy trong các bài chú giải rất sớm về sách Diệu Ca, nhưng chỉ được Thánh Gioan Eudes tích cực cổ động trước tiên vào thế kỷ 17. Đức Pio thứ bảy đã ban phép cử hành lễ kính trái tim vẹn sạch Đức Maria vào năm 1805. Thời gian gần đây, những tường trình về sự kiện Fatima đã có tác động mạnh mẽ đến việc quảng bá lòng sùng kính này. Vào ngày 31 tháng 10 năm 1942, Đức Pio 12 đã tận hiến toàn thế giới cho trái tim vô nhiễm mẹ Maria. Không bao lâu sau đó, ngày 4 tháng 5 năm 1944, Ngài đã quy định một lễ tương xứng được cử hành khắp giáo hội Tây Phương trong ngày tuần 8 lễ Đức Mẹ lên trời. Lạy Chúa, ước chi tất cả những ai thành kính cử hành lễ kính trái tim vô nhiễm mẹ Maria đều được hưởng phúc lành theo những ước nguyện của Thánh Tâm Chúa. J. Joseph Gustafson, S.S.